xin kính chào quý anh chị đang đến với kênh mua bán xe cũ ạ. Và em Hằng đến từ Auto 88 có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì em lên cho các anh chị một mẫu xe mà nó được xem như là một cái mẫu tiên phong của công nghệ SkyActiv cũng như là công nghệ tiết kiệm nhiên liệu của Mazda. Và dĩ nhiên rồi ạ, đây là mẫu Mazda CX-5. Và hiện tại em đang có đây là phiên bản động cơ 2.5 và cầu được đăng ký bản xuất lần đầu năm 2018 ạ. Với chiếc xe này vào trong thời điểm 2017 hoặc 2018 thì CX-5 là một cái tên được nhắc đến rất là nhiều và rất là được ưa thích trên thị trường ạ. Thì vậy trên chiếc xe mà bên em vừa về này và với cái tình trạng đã qua sử dụng của nó thì có những điểm gì thì em xin phép được cùng anh chị tham quan và cùng em đánh giá. Và với tầm tài chính chỉ hơn 600 triệu thôi anh chị nha. Và em xin phép được đi chi tiết cận cảnh để cho anh chị cũng như cùng em đánh giá thêm về chiếc xe này ạ. Và trước tiên thì em mời anh chị cùng em đi tổng quan qua về cái phần ngoại thất của xe. Với xe thì là em thấy đánh giá là lớp sơn zin cũng còn khoảng đâu đó khoảng tầm 85-90% ạ. Trên xe thì khi mà bên em về ạ thì hầu như là đều sẽ chưa qua spa hay là vệ sinh dọn dẹp để cho anh chị có được cái nhìn chân thật và mộc mạc nhất. Và cũng rất mong anh chị thông cảm nếu có nhiều chi tiết nó chưa được sắc nét. Nhưng mà dĩ nhiên đổi lại thì anh chị sẽ nhìn thấy rõ nhất về cái tình trạng sử dụng của xe ạ. Và ở phía phần trên xe thì với cái dàn lốp như em có thể giới thiệu cho anh chị đây ạ. Với cái lốp này thì em thấy còn khá là mới thì chủ cũ cũng đã nâng cấp lên rồi. Là dàn lốp Michelin thì nó có một độ cách âm rất là tốt. Kèm theo rằng là rãnh với cái đinh lốp này thì cũng không còn nhiều đâu ạ. Nhưng mà tuy nhiên là rãnh lốp còn khá là căng anh chị nha. Với cái lốp này thì em đánh giá là nó cũng có thể đi được 2-3 vạn km nữa. Ngoài ra này từ cái mặt mâm này thì trên xe được kích thước là 19 inch và cũng còn tương đối là mới, nó không có những cái xước xác hay là cái phần va quệt trên cái phần mâm này nhiều. Và từ các phần ngoại thất thì em cũng xin phép đi qua tổng quan để cho anh chị cùng em xem. Đây từ những cái phần kính này, từ những cái phần cụm đèn LED để giải đèn định vị ban ngày này cũng như là mặt la răng. Và trên xe ở cái phiên bản này thì nó cũng đã được trang bị là đèn LED có công nghệ là ALH. Đây là công nghệ tự điều chỉnh luồng sáng thông minh. Và em sẽ đi qua tổng quan để cho anh chị đánh giá trên toàn bộ xe. Và khi đến cái phần phía hậu đằng sau thì xe cũng được sử dụng cụm đèn hậu LED này. Cũng như là ở phía trên là có cái đèn lướt gió được tích hợp đèn phanh. Cũng nhìn rất là cách điệu và thời trang. Về kiểu cách của Mazda thì em thấy là một cái kiểu dáng nó cũng rất là thời trang và rất là phù hợp với rất là nhiều độ tuổi. Một cái kiểu dáng xe rất là trung tính. Và kèm theo cái tông màu ngoại thất là tông màu trắng như thế này thì nó cũng rất là dễ để có thể lựa chọn. Và dĩ nhiên rồi, xe thì được trang bị cốp điện ạ. Và anh chị cũng có thể thấy là cam lùi được tích hợp ở phía đằng sau. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị cùng em đi khám phá về cái khoang hành lý của xe với cái độ rộng khoảng tầm đâu đó hơn 500 lít. Thì cái khoang hành lý này thì em thấy nó cũng có một cái khoang hành lý khá là rộng rãi. Đối với CX-5 thì chắc chắn rồi ạ. Cái khoang hành lý của nó cũng rất là dễ để dàng để có thể là di chuyển theo gia đình. Và ở dưới thì có dàn lốp dự phòng. Tuy nhiên thì lốp này thì cũng chủ cũ cũng đã hạ rồi ạ. Xe thì đã đi được 9.9 vạn. Và ở những cái mắt cảm biến này thì đằng trước, đằng sau thì đã được trang bị full cảm biến trước sau rồi ạ. Và bây giờ em xin mời anh chị cùng em khám phá vào trong cái khoang nội thất của xe. Và tới với cái tông màu đen rất là cơ bản của nội thất của Mazda. Thì em sẽ cùng anh chị đánh giá qua giúp em này. Từ những cái phần gioăng cửa này cũng còn mới nhá và còn nguyên zin nha anh chị nha. Và đây từ những cái phần ốp nhựa ở đây thì dĩ nhiên rồi ạ, do cái sử dụng nhiều thì nó sẽ có hơi bợt, hơi cũ một chút. Tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Đây từ trong nội thất này thì anh chị có thể thấy giúp em còn rất là liền mạch, còn khá là mới anh chị nhá. Và ghế da của Mazda ở thời điểm này thì em đánh giá nó không được cao, nhưng mà tuy nhiên là cái độ hao mòn của nó cũng không quá nhiều. Đây cũng còn về cái độ nhăn hay là trùng của nó thì cũng không phải quá nhiều đâu ạ. Thì em thấy đây chủ xe đi cũng rất là dữ rồi. Với cái xe sử dụng từ năm 2018 đúng không ạ? Và đã chạy được 9.9 vạn. Đây và từ phần củ số
cần số này, rồi cái trung tâm điều khiển đây cũng còn khá là mới. Và bây giờ thì em xin phép được cùng anh chị đi vào phía bên trong giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn. Và xe thì đây chủ cũng đã trang bị thêm một cái phần là cảm biến áp suất lốp ở bên phía bên này, cũng như là rằng là em sẽ khởi động xe lên để cho anh chị cũng thể kể khám phá thêm. Và dĩ nhiên là khi vào trong xe thì cái điều đầu tiên mà trên xe em sẽ luôn rất là ấn tượng với Jalapo. Đó, em là người cũng rất là coi trọng cái tính âm thanh giải trí. Thì Jalapo này thì xe thì được trang bị là 10 loa. Và cũng như là trên xe ở cái phiên bản này ở 2.5 năm 2018 thì cũng đã có hắt kính ạ. Xe đi 9.9 zin anh chị nha. Và cái điều hòa của Mazda thì làm mát cũng khá là nhanh. Trên xe thì cũng có được trang bị cửa sổ trời ạ. Đây. Xe đều chưa qua dọn dẹp nên rất là mong anh chị thông cảm. Với tất cả các chi tiết bên em sẽ để được nguyên để cho khi anh chị đến xem thì sẽ có một cái nhìn chân thực nhất. Và nếu như anh chị chốt xe và lấy thì em sẽ đem đi spa lại hoàn toàn, nếu bao giờ anh chị ưng ý thì thôi ạ. Màn hình giải trí 7 inch rất là rõ nét này. Cái màn hình của Mazda này thì anh chị cũng có thể là điều khiển cảm ứng hoặc là điều khiển ở trung tâm điều khiển Mazda Connect này. Và ở trên phiên bản này thì cũng đã được trang bị là Cruise Control này, và cũng như là có Auto Hold, phanh tay điện tử. Và xe mà sử dụng từ năm 2018 thì em thấy từ những cái vô lăng này cũng còn khá là mới. Với chiếc xe này thì với những cái mà phần khấu hao như em đã giới thiệu qua anh chị thì nó thật sự là nó không ảnh hưởng quá nhiều về cái thẩm mỹ của xe. Với chất xe như thế này mà từ năm 2018 thì em thấy cũng không có nhiều điểm để chê đâu. Hàng ghế sau thì dĩ nhiên rằng rồi thì cũng sẽ có một chút hao mòn. Và thấy được là chủ xe cũng có sử dụng để đi gia đình tương đối. Xe sẽ 9.9 thì dĩ nhiên là sẽ cũng như thế này thì em thấy là cũng khá là nét đẹp rồi. Và hiện với chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá cũng vô cùng hữu nghị thôi ạ, 645 triệu đồng. Và với anh chị qua xem xe và thực sự có thiện chí khi đặt lịch trước với em thì em vẫn có thể là thương lượng được với anh chị với mức giá này anh chị nha. Nên anh chị qua xem xe thì liên hệ giúp em Hằng qua số hotline 0898 588 586 và tới địa chỉ Auto Em ở số 5 Thính Toàn Cầu Giấy Hà Nội ạ. Và tại Auto 88 hỗ trợ anh chị vay lên tới 70% giá trị xe, cũng như là hỗ trợ anh chị đi xe đi check thoải mái mà không cần cọc anh chị nha. Và dĩ nhiên rồi thì em có cam kết với anh chị bằng văn bản là xe không đau đụng ngập nước hay được hủy kích ạ. Về cơ bản về động cơ và hộp số thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ, không có gì nguyên bản anh chị nha. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Và em rất cảm ơn anh chị đã xem đến hết video này. Em cũng xin chúc anh chị có một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui ạ.